vì yêu con Chúa tác sinh con, mặc cho con anh hình ngài, chở che và thương dẫn dìu. Vì tình yêu Chúa kêu mời con theo Chúa, gọi con ở giữa muôn người, chọn con nên bạn hữu ngài và sai con nên khắp mọi nơi. Con đây xin hãy sai đi, đường xa con chẳng ngại gì, niềm vui con vẫn bước đi. Vì đời con đã được thuộc trọn về Chúa, để nên vui ước mãn đời, để nên bên ú lòng người và nên ánh sáng soi muôn người. Chúa là tình yêu, lòng con chỉ ước một điều là được ở trong nhà Chúa sớm chiều suốt cả đời con. 20 năm ân tình ngài buốt nào ta xin Chúa ơi, dâng cuộc đời thành bài ca tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Vì yêu con Chúa dẫn vượt qua sông núi thác gành, dìu con nên như cánh diều. Vì tình yêu Chúa cho diều con cám dỗ, mặc cho sông vỗ thét gào, diều con vẫn cứ bay cao, cậy vào Chúa con sẽ chẳng nao. Này con đây xin hãy sai đi, dù gian lao vẫn kiên trì, khổ đau con có xa gì. Đi theo Chúa con không còn lo chi nữa, vì đây Chúa chính là đường, là con suối mát yêu thương, là đại dương ấm ôm vỗ về. Chúa là tình yêu, lòng con chỉ hướng một điều là được ở trong nhà Chúa sớm chiều suốt cả đời con. 20 năm ân tình ngài buốt nào ta xin Chúa ơi, dâng cuộc đời thành bài ca tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Chúa vẫn thương con, dù con vẫn dừng mong giòn, lại không chung thủy sẵn son. Vì tình yêu Chúa luôn vui an nắng đã, để con đi mở nước trời, để nên nhân chứng cho đời và truyền giáo chân lý tình thương. Này con đây xin hãy sai đi, ngại chi vất vả đường dài, niềm tin nơi Chúa chẳng phai. Dù ngày mai thân gầy còn đâu hăng hái, tựa nương trong bóng cánh ngài, thì cho con mãi trung thành, vì hạnh phúc con ở nơi Chúa là tình yêu, lòng con chỉ ước một điều là được ở trong nhà Chúa sớm chiều suốt cả đời con. 20 năm ân tình ngài buốt nào ta xin Chúa ơi, dâng cuộc đời thành bài ca tạ ơn Chúa muôn muôn đời. Thank you.
Con xin mời công đoàn chúng ta vào nhà thờ, chúng ta đọc một kinh lạy cha kinh tin kính, rồi hát một bài để cầu nguyện cho cha tân chính sứ của chúng ta. Nhân danh cha và con và thánh thần, lạy cha chúng con ở trên trời chúng con. Tôi tin kính nơi Chúa Trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa cha Giuse, cộng đoàn chúng con rất hân hoan chào đón cha tân cha về với giáo xứ của chúng con. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cha Giuse tân chính xứ về với chúng ta. Và giờ đây con xin cha có đôi lời tâm tình đối với cộng đoàn chúng con. Kính thưa xin các cô với ông bà anh chị em chúng ta ngồi ạ. Kính thưa cha phó
cha quê hương và cha em. Kính thưa quý sơ, thế rồi quý cố, quý hội đồng mục vụ, các giáo sứ và tất cả quý ông bà anh chị em. Hôm nay chính thức theo văn thư bổ nhiệm của Đức Tổng Giám Mục thì con được về làm mục vụ tại giáo xứ Hoàng Nguyên và Cổ Liêu. Con được quý cha, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ và toàn thể bà con hai giáo xứ trong cái ngày đầu tiên, cái giây phút đầu tiên đến với giáo xứ mà được mọi người tổ chức đón tiếp con như thế này thì con rất là cảm động. Tạ ơn Chúa và cảm ơn quý cha và cảm ơn quý ông bà và anh chị em rất nhiều. Nếu Chúa muốn thì con sẽ được làm việc mục vụ tại Hoàng Nguyên và Cổ Liêu trong vòng thời gian theo cái thường kỳ của Tòa Giám Mục là 5 năm. Cho nên là chúng ta chắc rằng sẽ còn rất nhiều thời gian để ở với nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau và phục vụ với nhau, cho nên sẽ có cái thời gian để hiểu nhau hơn. Lời đầu tiên thì con chỉ xin hết lòng cảm ơn quý cha, cảm ơn quý sơ và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã có thể nói rằng đón rước con về với giáo xứ trong ngày hôm nay một cách rất là lớn và một cái cách rất là tổ chức rất là tốt. Xin cảm ơn quý cha và mọi người rất nhiều. Đây là lời đầu tiên của con, xin cảm ơn.